Không cần em, thành phố này trên vênh đến lạ. Anh nhớ mãi cái cảm giác đầu tiên cùng em lên Đà Lạt. Vậy là anh đã có thể chứng minh cho em thấy những điều mà anh kể là đúng. Năm đó, chúng ta đi gần hết những nơi mà anh muốn đưa em đến. Em thích cái khí hậu lúc nào cũng lành lạnh của nơi ấy. Vì nhờ nó mà sáng em có thể ngủ nướng, tôi có thể nắm chặt tay anh đi dạo đến tận khuya. Còn những cơn mưa thì em cho rằng không bao giờ đoán trước được. Bất chợt, bất tiện nhưng lại rất đáng yêu. Vì mỗi khi mưa bất ngờ như vậy, em lại được anh che ô cho, được xà vào lòng anh, nắp mình trong áo khoác của anh. Em thổ lộ những nơi em đến, những món em ăn. Dưới ánh nắng và cơn mưa đó, em đã yêu Đà Lạt. Và tuyệt vời hơn là khi Đà Lạt có anh, em yêu anh. Nhiều năm sau, khi tình cảm với Đà Lạt lớn lên và sâu sắc cùng tình yêu của chúng ta, lớn đến nỗi mỗi buổi hẹn, thành phố ấy luôn là chủ đề. Sâu sắc đến nỗi hình ảnh điện thoại của em là mỗi kỷ niệm của chúng ta ở Đà Lạt. Album điện thoại em đầy ắp những hình ảnh về Đà Lạt. Còn anh, tên em trong danh bạ cũng được lưu giữ với cái tên Đà Lạt. Em là Đà Lạt của anh. Anh yêu Đà Lạt của anh. Anh yêu em. Đến Đà Lạt, người ta luôn có cảm giác yêu và được yêu. Thành phố ấy bé thôi, nhưng gói gọn người ta bằng những cảm xúc chẳng biết gọi thành tên. Và cũng vì thành phố bé nhỏ nên đủ để người ta ôm trọn nó vào lòng. Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cũng đẹp. Cũng có nhiều nơi để đi, nhiều thứ để trải nghiệm, khám phá. Nhưng Đà Lạt vẫn có một điều gì đó rất khác. Không vội vàng, không hối hả, không khó để đi hết một vòng thành phố. Không khó để mỗi sáng ung dung tự tại cùng nhau uống một ngụm trà nóng, cắn miếng bánh thơm lừng, hay mỗi tối chậm chậm bên nhau trong rủi khắp nẻo đường, hàng quán phố vườn. Sương mù Đà Lạt khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Trong sương mờ ấy, người ta tạm gác những lo toan bộn bề của cuộc sống, yên tâm tận hưởng những giây phút bên nhau. Dù là ở bất kỳ độ tuổi nào, người ta vẫn có thể có lý do để dành tình cảm đặc biệt cho nơi này. Đôi lúc ta tự hỏi, Đà Lạt là nước Pháp hay Hàn Quốc thu nhỏ, là tri kỷ hay người tình? Mấy ai tìm được câu trả lời chính xác? Chỉ biết rằng những gì tuyệt vời hay ho mà những đất nước kia có pha trộn hài hòa để tạo nên hình hài một thành phố trong sương. Và cho dù không biết Đà Lạt đích thị là tri kỷ hay người tình, thì thành phố ấy vẫn mang dáng dấp của một người bạn rất đỗi quen thuộc. Quen thuộc là thế, nhưng anh không ngờ có một ngày Đà Lạt lạ lẫm đến vậy. Đó là ngày anh quay trở lại nơi đây, kể từ thời điểm anh và em rời xa nhau. Anh và em, mỗi người một hướng. Em kết hôn, lập gia đình. Anh bỏ lại những năm tháng thanh xuân bên nhau, xếp ký ức kỷ niệm về em vào một góc. Hiện tại và sau này, ta ít nhiều vẫn nhớ về nhau. Nhưng có một điều cả hai sẽ phải quên, đó là lời hẹn với tháng 7. Anh và em, mỗi người một hướng. Không phải vì ta hết yêu, không phải vì người thứ ba, mà là vì chúng ta đã không thắng được thanh xuân, không vượt qua được phép thử của tình yêu. Sự trưởng thành dẫn đến việc đối lập trong cách suy nghĩ, sự nghiệp, công danh, thời gian, khoảng cách, để lại những vết thương không thể chữa lành trong mối quan hệ của chúng ta.
Lần này anh trở lại Đà Lạt vì có chuyến công tác ở đây. 3 tháng là quãng thời gian dành cho anh. 3 tháng đủ để anh hoàn thành được công việc và tìm lại khoảng trời riêng cho mình ở nơi này. Anh lê la từng con phố, anh tận hưởng thứ ánh nắng dịu nhẹ năm nào. Đôi lúc chẳng thèm tìm chỗ trú mưa khi mà cơn mưa quen thuộc đột ngột trút xuống trắng xóa cả một con đường. Anh tìm lại những nơi mà anh đã đưa em đến, tìm lại những quán quen mà em đã từng cùng anh đi. Có những địa điểm giờ đây đã khoác lên mình một màu áo mới. Có những hàng quán người ta nói chủ đã dẹp từ lâu lắm rồi. Đà Lạt vẫn còn quảng trường, còn bờ hồ, còn sở thú. Chỉ duy nhất anh giờ đây đã không còn em. Anh chợt nhận ra một điều. Thật ra, Đà Lạt, một thành phố du lịch, vẫn thay đổi từng năm đó thôi. Chỉ là vì ngày đó, mỗi lần anh lên đây, đều có em bên cạnh, nên anh không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Em mới thật sự là Đà Lạt của anh, mới thật sự là tình yêu của anh. Mất em, thành phố mang mát buồn, lòng hóa trên vên. Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.